Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm video để hướng dẫn các bạn về nội dung kiến thức về cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn. Sau đó mình sẽ có một cái link Google Form để các bạn sẽ có phần làm bài tập. Các bạn để xem qua phần lý thuyết của mình ở đây. Và cái link Google Form của mình sẽ là như thế này. Các bạn sẽ có một cái bài kiểm tra hóa đại cương về cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn. Ở đây mình thiết kế là 30 câu hỏi. Và câu hỏi này sẽ được đảo ngẫu nhiên, các đáp án cũng sẽ được đảo. Và các bạn có thể là test thử nhé, để các bạn biết xem là mình đang ở trình độ đến đâu. Trước khi vào phần hướng dẫn làm bài này thì mình sẽ nói qua một chút về phần lý thuyết cho các bạn ở trong cái phần chương này nhé. Về cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn thì các bạn thấy rằng chúng ta cần nắm được một số những kiến thức cơ bản sau. Thứ nhất về cấu hình electron, đúng không? Thì như các bạn học ở chương trình trung học phổ thông thì các bạn thấy rằng cấu hình electron thì chúng ta phải viết theo thứ tự về mức năng lượng, đúng không ạ? 1s đến 2s, 2p, 3s, 3p và đây là 4s, sau đó đến 3d, 4p, 5s, đúng không ạ? Thì cái này các bạn chắc chắn phải nhớ rồi. Sau đó về việc mà viết cấu hình electron thì chúng ta sẽ viết theo thứ tự về lớp electron các bạn nhé. Có nghĩa là các bạn thấy ở đây đang là có 4s này, đúng không ạ? Thì các bạn phải đảo về trước, đảo về sau, đúng không ạ? Đảo về sau, đưa cái 3d lên trước. Nghĩa là mình sẽ biểu diễn các lớp như thế này. Hết lớp thứ nhất đến lớp thứ hai, đến lớp thứ ba, lớp thứ tư. Và tương tự thì có lớp thứ 5 là phía sau này. Về phân lớp, đúng không ạ? Hay là về orbital thì các bạn sẽ có các orbital S, P, D, F là những orbital mà các bạn gặp, đúng không ạ? Ở trong đó orbital S thì cái số electron tối đa nó là 2, tương tự P sẽ là 6, D là 10 và F là 14. Ở trong một orbital thì trong một ô lượng tử, đúng không ạ? Thì có tối đa 2 electron. Và vì vậy các bạn thấy là orbital S này, đúng không ạ, thì có một ô lượng tử thôi. P sẽ có 3, D sẽ 5 và F sẽ có 7. Tương đối giá trị N ở đây là số lượng tử phụ, đúng không ạ? Lần lượt là 0, 1, 2, 3 như đã liệt kê ở đây. Khi giải phương trình Schrödinger kết hợp với toán tử, đúng không ạ, và phương trình bán kính thì chúng ta sẽ tóm lại là các bạn sẽ có được cái bốn cái số lượng tử ở đây, đúng không ạ? N trong đó N là số lượng tử chính, cho biết nó xem là ở lớp thứ mấy, đúng không ạ? Giá trị của N sẽ từ 1, 2, 3, 4. Và hiện nay các bạn thấy rằng chúng ta đang có 7 chu kỳ, đúng không ạ? 7 chu kỳ thì N 7. Tất nhiên là nó vẫn còn những cái lớp phía sau nữa, đúng không ạ? Hiện nay các bạn học chủ yếu đến lớp thứ 7, đúng không ạ? Là nhiều lắm rồi. Thông thường các bài kiểm tra thì đến cái lớp thứ 4, lớp 5 là nhiều. N là số lượng tử phụ, cho biết được phân lớp nào, đúng không ạ? Chỉ là phân lớp S, P, D hay S, đúng không ạ? S, P, D hay S. Giá trị N từ 0, 1, 2, 3. Đấy. Khi mà là orbital S thì giá trị N sẽ bằng 0, đúng không? P sẽ 1, D và F 3 này. M ở đây là số lượng tử từ, cho biết vị trí trong phân lớp, đúng không? Giá trị M sẽ nằm từ 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3 đến cộng trừ N. Và các bạn thấy rằng đây, ví dụ như phân lớp S này, đúng không ạ? Thì người ta quy ước một ô lượng tử đây, đúng không ạ? Giá trị M bằng 0. Phân lớp P thì các bạn thấy rằng giá trị M, đúng không ạ? Ô bên trái này quy ước là trừ 1, giữa là 0 và bên phải sẽ là 1. Tương tự như thế, các bạn có phân lớp B và phân lớp F đây, đúng không ạ? Thì có các giá trị M mình đã liệt kê tóm tắt đây rồi. Về số lượng tử spin hay cho biết về chiều quay của electron, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có hai cái thôi, hai giá trị, dương 1/2 hoặc trừ 1/2. Dương 1/2 khi chúng ta biểu diễn electron có spin hướng lên như này, đúng không ạ? Lên, và khi mà quay xuống thì sẽ là trừ 1/2 các bạn nhé. Điền electron vào ô lượng tử, đúng không? Thì các bạn sẽ điền hết dương 1/2 trước, sau đó đến 1/2 và chúng ta sẽ điền từ trái qua phải. Số electron độc thân ở trạng thái cơ bản phải là tối đa. Ví dụ các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta điền 4 electron vào đây, đúng không? Thì chúng ta phải điền quay lên trước này, 1, 2, 3, quay lên hết, đúng không? Sau đó chúng ta quay xuống thì nó nằm ở cuối này, đúng không? Thì đây, trên đây là cái phần slide mà nó là những cái kiến thức mà cơ bản nhất ở trong cái phần liên quan đến cấu tạo nguyên tử, đúng không? Bây giờ ta xem bảng tuần hoàn thì nó có điều gì thú vị hay sao? Đầu tiên, trong bảng tuần hoàn thì các bạn phải xác định được nhóm, chu kỳ cũng như là vị trí, đúng không? Vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn chính bằng điện tích hạt nhân của nó, chính bằng giá trị về Z, đúng không? Z điện tích hạt nhân bằng P bằng E đấy. Và về nhóm, chúng ta sẽ có 8 nhóm A và 8 nhóm B. Nhóm A là những nguyên tố mà có electron cuối cùng điền vào phân lớp S hoặc P. Trong khi đó, điền vào phân lớp B sẽ là các nguyên tố nhóm B, đúng không? Và chúng ta có hai cái họ lantan và họ actini ở ngoài phía ngoài bảng tuần hoàn khi chúng ta sử dụng
phải bản thực hoàn dạng dài đấy, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là chính là các nguyên tố họ S, đúng không? S. Về nhóm A, chúng ta sẽ có cấu hình tổng quát là NSA và NPB. Như vậy các bạn thấy rằng chúng ta lấy cái A cộng với B thì chính là số số nhóm cả nhá. Ví dụ NA chẳng hạn là nhóm mỗi A đúng không ạ, thì các bạn sẽ là NS1 thôi và không có P này. Không có P này, đúng không ạ? Tương tự nhóm B, các bạn thấy rằng cấu hình S trong tổng quát của nó sẽ là N-1DA và NSB. Ở đây mình đang muốn nói đến từ nhóm 1B đến nhóm 8B các bạn nhá. 8B những cái chứ không đang không nói đến cái bọn ở ngoài bản tuần hoàn, cái họ lan tàn đặc tin gì đâu. Mình đang nói những cái thằng cơ bản này thôi. Vậy các bạn thấy rằng nếu mà A cộng với B bằng 3 đến 7 thì tương ứng với nhóm 3B đến nhóm 2B. A cộng B bằng 8 đến hoặc 9 hoặc 10 thì các bạn sẽ có nhóm 8B. Và các bạn có thấy rằng ở trong cái bản tuần hoàn thì cái nhóm 8B đúng không ạ? Thì các bạn thấy là nó có 3 cột, đúng không? 3 cột. A cộng B bằng 11 thì có nghĩa là thuộc nhóm 1B, còn A cộng B bằng 12 sẽ là nhóm 2B, có nghĩa là chúng ta sẽ trừ đi 10, đúng không ạ? Và chúng ta lưu ý đó là có cấu hình của Chrome là cấu hình đặc biệt, nó là 3D5S1 và đồng sẽ là 3D10S1. Ngoài ra ta có cấu hình của bạc đó, là 4D10S1 hay cấu hình của vàng ở nhóm 1 này, 1B thì sẽ đặc biệt, đúng không ạ? Cấu hình bão hòa phân lớp D, đúng không ạ? Và đây một vài cái ví dụ của chúng ta, đúng không ạ? Như vậy các bạn thấy rằng chúng ta sẽ có mối liên hệ của ba cái đại lượng. Thứ nhất là nếu mà cho Z này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ xác định được chu kỳ nhóm, hay chính là xác định được vị trí E trong bản tuần hoàn và xác định được bộ số lượng từ cho nó. Trong trường hợp mà người ta cho chu kỳ một nhóm thì chúng ta hoàn toàn xác định được yếu tố về Z cũng như là số lượng từ. Trong trường hợp mà cho số lượng từ thì chúng ta sẽ xác định được hai yếu tố còn lại. Tóm lại ba câu hỏi này, đúng không ạ? Nếu biết một trong ba yếu tố này thì chúng ta sẽ xác định được yếu tố còn lại. Thì đây là một vài cái bài tập mình ví dụ ở đây nhé. Ngoài ra đây có một vài câu hỏi nữa. Câu hỏi nữa. Bây giờ mình đây là những câu hỏi về liên quan đến tự luận thì các bạn phải làm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm câu trắc nghiệm ở trên link Google Form, và mình có phần link làm đề ở phần mô tả dưới video này các bạn nhé. Thì các bạn thể thử tải mình xem là kết quả là như nào nhé. Chúng ta xem. Ở đây. Ok các bạn nhìn vào đây đúng không ạ? Các bạn thấy là chúng ta có một cái link Google Form. Ở đây là có 30 câu hỏi nhé. Mình đang là chủ của cái form này, đúng không ạ? Form này. Khi các bạn bấm vào đường link thì các bạn sẽ có phần làm bài. Ví dụ mình sẽ làm bài cho các bạn xem nhé, đúng không ạ? Các bạn ví dụ mình sẽ làm bài cho các bạn xem. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhập, mình sẽ đặt cho các bạn địa chỉ email ở đây nhé. Để đánh dấu sao nghĩa các bạn phải điền. Mục đích của việc mà điền cái địa chỉ email này không phải là mình muốn lấy thông tin của các bạn gì đâu, mà mình muốn gửi cái đáp án sau khi các bạn làm bài vào cái địa chỉ email này nhé. Ví dụ mình đây là địa chỉ email của mình, họ tên, các bạn thể điền đúng tên họ của mình hoặc các bạn thể là điền bừa đi, đúng không? Nhưng mà tóm lại các bạn nên điền nhé. Ví dụ mình là Vũ Viết Duẩn, mình điền vào đây đó. Sau đó chúng ta sang phần tiếp này, đúng không? Tiếp này, ở đây các bạn thấy rằng là sẽ có những câu hỏi đây, đúng không? Và mình đã có cái phần cài đặt đây, các bạn thể thấy phần cài đặt của mình nhé. Mình thu thập địa chỉ email này. Mình không để phần giới hạn câu trả lời, nghĩa là các bạn có thể đăng nhập, các bạn làm một lần hoặc các bạn có thể làm nhiều lần nhé. Mình không để là về phần trình bày này, mình có phần sáo trật tự câu hỏi này, có nghĩa là mỗi một lần các bạn click vào đường link này thì cái phần câu hỏi nó sẽ không giống nhau đâu, nghĩa là vẫn là 30 câu hỏi đấy nhưng nó sẽ xáo trộn nhau, đúng không ạ? Tương tự thì phần bài kiểm tra này, đúng không ạ, mình để điểm ngay sau mỗi lần nộp giá trị điểm. Bây giờ mình sẽ tích thêm hai cái điểm này nữa để các bạn có thể là kiểm tra được phương án đúng sai của mình sau khi các bạn làm các bạn nhé. Các bạn kiểm tra các bạn dễ biết được các bạn đúng câu nào, sai câu nào, phương án trả lời thì các bạn có thể hình dung được. Và mình sẽ lưu nó lại. Mình start cái bên này đi, mình bấm lại. Bên dưới này, giả sử mình bấm một câu hỏi đây, đúng không? Thì các bạn thấy rằng mình đã để chế độ bắt buộc này và thêm cả cái phần mà chọn thứ tự tùy chọn nữa. Như vậy là các bạn kích vào đường link này vẫn là câu hỏi là nhưng có thể là đáp án nó sẽ trộn vào nhau nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần làm bài tập, đúng không ạ? Chúng ta làm một ví dụ đây. Và mình sẽ làm ok, mình sẽ làm lại đây một cái dài nữa. Họ tên của mình một cái dài. Ok, chúng ta tiếp tục. Nghĩa là sau khi phần 1, đúng không ạ, điền thông tin, thường mình sẽ điền thông tin ít thôi, đúng không ạ? Bây giờ nó sẽ hiện ra cho các bạn là
đây các câu hỏi đây đúng không? Câu hỏi đây và mình có phần mô tả đây có 30 câu hỏi trong 30 phút. Bây giờ chúng ta sẽ làm xem các bạn nhé. N4 đó. N4 khó đúng không? N4 chắc chắn chúng ta loại cái 3 này đúng không? Đấy. N2 thì sẽ phải ở phần đất gì ạ? Phần đất D đúng không? M bằng 0 đúng không? M bằng 0 thì nghĩa ở ô giữa này đúng không? Trừ 1/2 nhiều vậy rồi vậy ơi chúng ta chọn đây 8. Mình sẽ chặn bừa đi các bạn nhá. Em chọn đa trong một ô điện tử chắc chắn lúc này mình không thể chặn bừa đúng không? 2 đúng không? Dãy nguyên tử phi kim tan dần các bạn thấy oxy mạnh nhất đúng không? Chọn tương tự thấy ôi trời. Thôi mình cứ chặn bừa đi nhá. Sau mình có thể xem đáp án để nguyên tử này cũng phải chặn bừa được. Các bạn thấy là chrome đúng không ạ? Chrome là 3D5S1, Cu là 3D7S1, Kali là 4S1, như vậy là ít nhất mình phải chọn đáp án này. Tương tự thế nhóm 5A đúng không ạ? Nhóm 5A đây tổng này là 7 đúng không ạ? B5 đấy chúng ta chọn đây. Orbital 3px đúng không ạ? 3px là ô bên ở phía trái các bạn nhé, hay bên phía phải, đó là ô bên phải đúng không ạ? Đấy. Tương tự thế D5S1 đúng không ạ? Chúng ta tổng này bằng 6 đúng không ạ? Chúng ta chọn 6. Đấy tương tự thế. Thang lượng điện của Pauling đúng không ạ? Lo mới nhất. Canxi 4S2 đúng không ạ? Đây mình chọn. Tương tự thế. Nhôm gì? Thôi mình cứ chọn bừa đi nhá. Có câu đúng câu sai cho nó hoành tráng đúng không ạ các bạn? Đấy. Nhưng câu này mình không thể sai được. Mình nhớ đáp án thôi. Hay là cộng đúng không ạ? Này, như vậy là sẽ là nhóm 4 đấy. Cùng số lớp E trong đúng không ạ? Ion của bán kính lớn nhất. Đấy, mình sẽ chọn S2 trừ. Tương tự 13-14. Tóm lại là các bạn sẽ điền làm sao cho nó hết này nhá. Hết. Mình sẽ điền đi. Được rồi. Đến vừa đi. Ôi. Mình sẽ điền vừa đi nhá. Điền vừa đi. Và tất cả câu hỏi đây mình đều điền dấu đánh dấu sao nhá để các bạn mà điền lại thì các bạn sẽ không à, giả sử mình không tích vào câu này nhá. Ồ, tích bao giờ? Không tích thì nó sẽ báo cho các bạn nhá. Chúng ta gửi đi đúng không ạ? Đấy. Ví dụ câu này các bạn chưa chọn đúng không? Thì nó sẽ bắt buộc luôn các bạn phải chọn và tự mình chọn vừa đi XT chẳng hạn như thế. Còn câu nào nữa không? Không ạ. Không thì mình gửi đi đúng không ạ? Đó. Và sau khi các bạn gửi xong thì các bạn hoàn toàn thể xem điểm số của mình nhé. Tự mình ấn với xem điểm số đây. Hy vọng là sẽ điểm cao nhé. Wow, 18/30 rồi là không suy nghĩ lắm mà chúng ta cũng được điểm khá cao đúng không các bạn? Đấy, điểm cao. Đây các bạn, sau đó các bạn hoàn toàn biết được câu là đúng câu là sai rồi. Câu này mình chọn đúng đây siêu chưa. Hoặc là nếu mà câu sai thì nó sẽ hiện ra và nó có hiện đáp án được cho các bạn nhé. À, thì các bạn sẽ rất là tiện trong việc mà các bạn trao đổi. Còn cái câu nào mà các bạn không thể làm được hoặc các bạn cảm thấy không thuyết phục với lại cái đáp án này thì các bạn sẽ quay trở lại video này để các bạn comment ở dưới phần bình luận và mình sẽ rất vui lòng có thể là giải đáp cho các bạn được chưa. Ok à, và mình có thể hoàn toàn biết được xem là đây, ví dụ mình sẽ thấy được à đây có một câu trả lời đây đúng không ạ? Câu trả lời đây. Và mình có hoàn toàn thể công bố điểm gửi cái điểm về địa chỉ email cho bạn nhé. Ví dụ đây mình sẽ công bố điểm luôn. Đấy. Công bố điểm, đấy. Mình có thể hoàn toàn biết này. Đấy. Công bố điểm số. Mình sẽ gửi cho cái địa chỉ email của bạn. Nếu mà bạn trả lời thì mình sẽ gửi cho bạn email. Ok. Rồi, nếu mà cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả 572 bạn đã đăng ký. Ở đây chúng ta có một số các video đây các bạn để xem. Đó, phát hiện này. Bye bye các bạn. À, xin chào. Mình dừng.